Xin mời toàn thể đại chúng đồng trang nghiêm Tăng Quang Long. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức an tọa. Chúng con xin cung thỉnh chư Phật tử an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa quý Phật tử, lễ Vu Lan đã truyền lại từ ngàn xưa, có Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ ngài thoát chốn địa ngục khổ sở, mà Đức Phật là lấy đó làm gương để lại cho hàng Phật tử noi theo. Với truyền thống tri ân và báo ân trong mùa Vu Lan báo hiếu, hôm nay chùa Liên Hoa hân hoan chào đón chư tôn đức và quý Phật tử cùng cử hành đại lễ Vu Lan. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, chư con thật vô cùng hân hoan và xúc động. Thành kính giới thiệu sự chứng minh của Hòa thượng Thích Tâm Hạnh đến từ chùa Đạo Tâm, Riverside, California, tháp tùng cùng Hòa thượng có Đại Đức Thích Tâm Đạo BQ, Thích Tâm Đạo cũng đến chùa Đạo Tâm. Chúng con xin được giới thiệu Thượng tọa Thích Ẳng Long, viện chủ tu viện Ấn Quang, Oregon. Chúng con xin được giới thiệu Đại Đức Thích Huệ Nhân, trụ trì chùa Liên Hoa. Chúng con xin được giới thiệu Đại Đức Thích Huệ Thiện. Chúng con xin được giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Tâm Thanh, trụ trì chùa Việt Nam Seattle, là một ngôi chùa đầu tiên của tiểu bang Washington. Chúng con xin được giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Diệu Đạo, Sư Cô Thích Nữ Diệu Hồng, chùa Liên Hoa. Kính thưa chư tôn đức và quý Phật tử, năm nay, vì quá bận rộn Phật sự tại Seattle, nên Hòa thượng Thích Nguyên An, vì lãnh đạo tinh thần chùa Liên Hoa Hội Phật giáo Olympia, đã không về tham dự được. Hòa thượng có gửi một lá thư ngắn đến chùa Liên Hoa và chúng con xin được đọc. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, xin gửi đến chư Đại Đức Tăng Ni, Ban trị sự và Phật tử chùa Liên Hoa Olympia Mùa Vu Lan là dịp để cho tất cả mọi người con dành hết tất cả tấm lòng, tình cảm thiêng liêng nhất để tưởng niệm, báo đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền và cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp đã quá vãng. Vì Phật sự quá đa đoan tại Seattle, hôm nay tôi rất tiếc không thể về chùa Liên Hoa để tham dự đại lễ Vu Lan như những năm qua. Tôi hy vọng khi Phật sự chu toàn sẽ sớm gặp lại chư Tăng Ni và cộng đồng Phật tử thân thương tại Olympia mà tôi có cơ duyên sinh hoạt trong mấy mươi năm qua. Nguyện cầu cho cha mẹ của quý vị còn hiện tiền được hạnh phúc bên những người con hiếu kính và những người quá cố được sanh về cảnh giới Niết Bàn. Kính chúc quý chư tôn thiện đức được thêm một tuổi hạ đầy viên mãn. Nguyện mong hiếu đạo tự quan trong ánh sáng của chư Phật xài mãi luôn phổ độ chúng sanh để tình người mãi mãi cao dày. Xin chúc tất cả những người con Phật chùa Liên Hoa sẽ đón mừng một mùa Vu Lan tràn đầy vui tươi, nồng ấm và vẹn toàn hiếu hạnh. Nam mô Vu Lan Diên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Đại Chứng Minh Tỳ Kheo Thích Nguyên An. Và giờ này chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Huệ Nhân, trụ trì chùa Liên Hoa, có đôi lời đến chư tôn đức và con khách. Chúng con xin bái thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Thích Tâm Hạnh, viện chủ chùa Đạo Tâm, thành phố California. Ngưỡng bái bạch Thượng tọa Thích Ẳng Long, viện chủ tu viện Ấn Quang tại tiểu bang Oregon. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử, kính bạch quý ngài. Lời đầu tiên, thay mặt chư Phật tử chùa Liên Hoa, chúng con thành tâm cung nghinh quý ngài và xin được bày tỏ niềm hoan hỷ khi quý ngài đã hứa khả và quan lâm tại đạo tràng này để chứng minh lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2562, dương lịch 2018. Chúng tôi cũng xin gửi lời chào trân trọng đến chư thiện nam, tín nữ, Phật tử xa gần tại tiểu bang Washington cũng như tiểu bang Oregon. Nhạc sĩ niên trưởng Võ Hò Khuê, ban cổ nhạc Seattle, các anh chị huynh trưởng, gia đình Phật tử chùa Liên Hoa, chùa Cổ Lâm, quý vị đã đáp lại lời mời của ban tổ chức tạm gác công việc của gia đình trở về chùa Liên Hoa để cùng tham dự Vu Lan Thắng Hội. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư Phật tử, cứ đến tiết đầu thu, người đệ tử Phật lại nhắc nhở cho nhau về tấm gương hiếu đạo của Mục Liên tôn giả, về hạnh tri ân và đền đáp tứ trọng ân. Mùa Vu Lan năm nay, Phật tử vùng Olympia nói chung, chùa Liên Hoa nói riêng đã chào đón Vu Lan bằng cách nhín ăn bớt mặt, dân cúng tịnh tài và đóng góp công sức, cùng nhau tôn tạo vườn thiền, cung thỉnh thánh tượng Bồ Tát Quán Tự Tại ngự tọa tại đạo tràng này. Bao nhiêu phước đức có được, chúng con nguyện dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, hồi hướng thiền môn hưng thịnh, Phật pháp xương minh, cha mẹ hiện tiền, tăng long phước thọ, cha mẹ quá khứ trực vãng Tây phương, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Chúng con thay mặt ban tổ chức thành kính đảnh lễ khánh tuế và tri ân chư tôn thiền đức tăng. Kính chúc quý ngài thân tâm thường lạc và xin cảm ơn đến toàn thể chư thiện nam, tín nữ Phật tử xa gần đã có mặt ngày hôm nay để cùng tham dự lễ Vu Lan báo hiếu. Kính chúc quý vị vạn sự các tường mãi mãi là những người, những Phật tử hộ Pháp, hộ Đạo. Nam Mô Bồ Tát Quán Tự Tại, Mục Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kế đến, chúng con sẽ được mời gia đình Phật tử Liên Hoa làm lễ dâng hương, dâng hoa cúng Phật. Xin mời gia đình Phật tử Liên Hoa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đạo tràng trang nghiêm. Chúng con xin mời quý Phật tử đồng đứng dậy. Chúng con xin bái thỉnh chư tôn đức cử hành nghi lễ Vu Lan. Xin gia đình Phật tử chuẩn bị cử bài trầm hương đốt. Trầm hương đốn sóng ngạt mười phương, nguyện niệm kính đức nghiêm từ vô lượng. Cầu xin chứng tâm thành chúng con, vần khói tiết mây lành cung dường. Đạo nhiệm màu đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi. Đồng cúi xin quỳ dưới đại sen, dân hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành. Đại quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm, ơn mười phương điều hào quang an lành. Nhìn đạo uyên chiên soi khắp cùng quân sanh, Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tâm màu viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy mười phương Phật, kính lạy mười phương Pháp, kính lạy mười phương Tăng, kính lạy Đức Bồ Tát Muôn Hạnh Từ Quảng Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy tôn giả Mục Liên, kính lạy Long Thiên Bát Bộ, chư vị thiện thần, hộ giáo giới già Lam Liên Hoa Tử Thùy Từ Chứng Minh. Ngưỡng bạch quý ngài, hôm nay là ngày trăng tròn tháng 7, hàng đệ tử xuất gia Tỳ Kheo, Tăng và Ni hiệp cùng tất cả người cư sĩ áo trắng, thiền tín, thiện nữ, cùng câu hỏi về đây. Trước dung nhan của Đức Bồ Tát Quán Tự Tại, nhân ngài thẳng hồi Vu Lan, chúng con giờ phút này ba nghiệp thanh tịnh đem dâng lên giới đình chơn hương này, nguyện đem công đức này sự hộ trì và chánh pháp của chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng mãi được trường tồn trên thế gian này, để cho bao nhiêu những ác nghiệp ưu phiền, bao nhiêu những tai trời ách nước hỏa người lầm than, bao nhiêu những sinh linh đã đọa đầy trong tam đồ ác đạo, xin cho hết thảy nhân loại sớm thức tỉnh quay về con đường chân thiện, hướng đến quả vị toàn giác. Trong giờ phút này, hàng đệ tử chúng con xin được dâng lên giới hương, đình hương, cùng tuệ hương. Giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới. Cúng dường thập phương vô lượng Phật, cúng dường thập phương vô lượng tôn Pháp, cúng dường thập phương vô lượng hiền thánh tăng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Năng lễ xà lễ tâm ca